Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 26 NQTU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành công thương đã góp phần tạo nên sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức cho đến hành động. Kết quả đạt được đã góp phần phát triển công nghiệp thương mại, dịch vụ, trong đó hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai rộng khắp, giúp nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, nghị quyết số 26 NQTU năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một trong những nghị quyết đi vào cuộc sống, giúp bộ mặt nông thôn thay đổi một cách căn bản. Cùng với các cấp các ngành liên quan, sự nỗ lực của ngành công thương, hệ thống thương mại nông sản, vật tư nông nghiệp trong nước được thiết lập và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Cơ sở hạ tầng dịch vụ thương mại bao gồm chợ, kho bãi, bến cảng, hệ thống thông tin dịch vụ thị trường, lưu thông hàng hóa ngày càng được nâng cấp và phát triển. Trong 10 năm qua, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển thị trường nông sản trong nước và xuất khẩu nông lâm thủy sản. Là khi chúng ta xuất khẩu được vào các thị trường, nhất là các thị trường mà khó tính, thì nó đem lại những cái tín hiệu về chủng loại và chất lượng nông sản mà chúng ta có thể sản xuất có hiệu quả. Và trong điều kiện mà sản xuất dư thừa, cung vượt cầu xa như vậy, thì cái thu nhập cao nhất mà người nông dân có thể thu nhận được, đó chính là cái giá xuất khẩu. Trong giai đoạn 2008-2017, Bộ Công Thương đã ban hành 14 nghị quyết, nghị định, 70 quyết định, 21 đề án, dự án, xây dựng hơn 203.000 chương trình tuyên truyền phổ biến về nội dung nghị quyết 26 NQTU. Theo đó, một số lĩnh vực đã đạt được kết quả cao như ngành sản xuất phân bón đã đáp ứng được gần 80% nhu cầu trong nước, 99,98% số xã, phường có điện, 98,83% số hộ dân có điện, 8.513 chợ bao gồm cả chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3. Các chợ đầu mối nông sản cấp vùng và cấp tỉnh được xây dựng và cải tạo. Hàng năm, Bộ Công Thương ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại đối với nhóm nông sản với mức bình quân khoảng 33-35 tỷ đồng một năm, chiếm 35% tổng kinh phí thực hiện đề án hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ quảng bá và phát triển thị trường xuất khẩu tại các sự kiện xúc tiến thương mại có uy tín tại Việt Nam và nước ngoài. Đặc biệt, từ năm 2011 đến năm 2017, thông qua chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Bộ Công Thương đã phê duyệt 776 đề án với tổng kinh phí 153 tỷ đồng, trong đó có 70 đề án hỗ trợ vùng, 706 đề án phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn vùng núi, biên giới hải đảo, hỗ trợ chương trình mỗi làng một sản phẩm, v.v. Qua đó từng bước thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ tại các đô thị và khu vực nông thôn. Cái chương trình mà mỗi xã phường sản phẩm thì ngay từ ban đầu mới triển khai thì chỉ có 40 sản phẩm tham gia, nhưng đến thời điểm 2018 thì đã có gần 300 sản phẩm tham gia để thúc đẩy cái việc mà tiêu thụ sản phẩm cho bà con, để thúc đẩy phát triển sản xuất. Thì tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 32 cái trung tâm tiêu thụ sản phẩm thành một cái chuỗi, và các cái trung tâm đó thì cũng được hỗ trợ từ tỉnh và đã xây dựng những cái tiêu chí kết nối xuống các cái địa phương theo luân phiên theo tháng để bà con được trưng bày giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra, Bộ Công Thương còn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến công, phát triển cụm công nghiệp nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp chế biến tỉnh, chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu và thị trường, đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, triển khai chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, phát triển ngành nghề truyền thống, làng nghề và những ngành nghề mới. Triển khai chương trình bình ổn thị trường giá cả, góp phần tiêu thụ nông sản với giá ổn định cho nông dân, tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm gắn với địa phương trên cả nước để trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ trong nước, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong đó có các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Là cái việc mà xúc tiến thương mại, làm cái gì, bán cái gì, xúc tiến đi đâu là phải do các chủ thể, là các doanh nghiệp, là các hệ thống phân phối, là các hợp tác xã họ phải thực thi. Và kết nối cung cầu này, cái hạt nhân quan trọng nhất là thị trường, mà vai trò này thì đây là đóng góp hết sức có ý nghĩa của ngành công thương trong việc tổ chức lại thị trường tiêu thụ để định hướng cho cái khâu sản xuất và định lưới quân cho cả cái khâu đầu tư. Bộ Công Thương khẳng định thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết 26 NQTU như xây dựng cơ chế chính sách nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại với người dân,
tập trung xúc tiến thương mại, phát triển mở rộng thị trường trong và ngoài nước đối với các sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện chuyển đổi các mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề thân thiện với môi trường. Thì trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế, các cái cơ chế chính sách để tạo cái sự gắn kết, liên kết tốt hơn nữa giữa các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại với bà con nông dân trong cả lĩnh vực sản xuất cũng như tiêu thụ các cái sản phẩm ở nông nghiệp. Và ý nữa là chúng ta tiếp tục tạo điều kiện để chuyển đổi các cái mô hình sản xuất kinh tế, phát triển ngành nghề dịch vụ ở khu vực nông thôn theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Chúng tôi rất là mong muốn rằng là Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị tiếp tục có cái chỉ đạo để chúng ta tiếp tục triển khai cái nghị quyết Trung ương 7 khóa 10, có thể còn với một cái hình thức, một cái nghị quyết mới hoặc là có một cái kết luận mới của Bộ Chính trị để chúng ta thực hiện tốt hơn nữa. Với việc nghiêm túc trong tổ chức thực hiện triển khai nghị quyết 26 NQTU, Bộ Công Thương đã và đang cùng cả nước đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản, vật tư nông nghiệp, tạo tiền đề quan trọng và là động lực để phát triển nền nông nghiệp quốc gia.